Xin chào các bạn ha. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái cách thử làm sao mà để biết cái gỗ nó có trồng lan được hay không, nó có phù hợp với lan hay không. Thì khi mà mình cưa cái miếng gỗ ra như vậy á, cái đường kính cái này cũng khá là bự ha, khoảng 15 lần. Khi mà cưa cái miếng gỗ ra như vậy á, mình sẽ xem cái miếng gỗ nó có nhẹ, cầm nó nặng ha. Cái miếng gỗ này cầm rất là nặng, và có nghĩa là cái mật độ gỗ nó rất là chắc ha, là nó bền, gỗ bền. Một số loại gỗ nó nhẹ, ví dụ như cây bông gòn ha, cây bông gòn cầm lên nó rất là nhẹ mà nó xốp ha, thì cái đó trồng không được, rồi nó rất là mau mục. Thì cái này rất là nặng. Hôm trước mình cũng chia sẻ trong cái video trước á, mình chia sẻ gỗ này, cái cây gỗ này ha, đi cưa về ha. Thì sau khi cưa ra như vậy á, mình sẽ khoan cái lỗ lên và móc treo nó lên, mà móc treo nó gần tường ha, thì độ ẩm nó cao để xem nó có móc nắm móc như thế nào. Chủ yếu là móc là các khi tưới nước á, hoặc là lấy tay quệt vô nó bột á, giống như là bột, hoặc là tưới nước nó bay bụi trong không khí á, thì đó là móc. Cái móc đó thì nó có hại cho rễ ha, cây nó rất là khó phát triển với những loại móc nắm móc như vậy. Thì bây giờ mình sẽ khoan cái lỗ và treo lên, rồi sau một tuần sau mình sẽ nếu như nó ít móc thậm chí là nó không có thì mình sẽ bắt đầu mình ghép lan ha. Rồi nay mình chia sẻ với các bạn vậy. Thì các bạn nào có gỗ, các bạn thắc mắc thêm gỗ đó trồng được hay không thì các bạn cũng làm như vậy. Mình chia sẻ kinh nghiệm đó, một số loại như gỗ dầu này. Gỗ dầu phải để nguyên vỏ, nếu mà cưa ra như vậy á, để nắng mưa nó sẽ rất là nắm mốc xanh rất là ghê ha, là không trồng được. Nên gỗ dầu chỉ trồng những cái cây bằng cổ tay á, bằng cái bắp tay nè, mà để nguyên vỏ thôi đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi khoan, rồi mình móc lên tuần sau mình sẽ feedback lại cho các bạn ha. Rồi các bạn nào có gỗ thì có thể thử theo cách này ha. Rồi cảm ơn các bạn.